ngày mới tất cả các bạn. Dự báo là hôm nay miền Bắc sẽ rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh. Khi mà thời tiết giá rét thì rất nhiều gia đình có thói quen là đốt than để sưởi ấm, nhưng mà rất nguy hiểm nếu mà sử dụng không đúng cách. Các bạn hãy nhớ là khi mà đốt than sưởi ấm thì mở hé cửa sổ phòng để thoát khí. Cùng với đó thì không để bếp than ở dưới gầm giường hay là những chỗ bén lửa, đề phòng hỏa hoạn có thể xảy ra. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui.